Nhà đẹp quá. Im. Vậy bây giờ làm sao? Con mèo của em nó chạy ra ngoài. Người ta nói chuyện chắc em phải chạy về quá. Ở đâu vậy bạn gì? Anh đưa em về nha. Anh đi chung với cái gì đi. Vậy là anh cả Phát bằng tất cả khả năng của mình đã cố gắng đưa cô Út về nhà nhanh nhất có thể. Đủ hết 4 con rồi mà. Nên anh nhận nhận nghe nè. Cha anh Phát đi. Cha anh Phát đi. Làm sao không chết, đủ 4 đứa mà. Bây giờ có đi ra ngoài không? Hả? Nhưng mà ngày hôm nay cũng nhờ được anh Phát trở về mà lại hiểu thêm được về anh Phát, là anh Phát cũng là một người rất là yêu động vật giống như em. Anh cũng từng buồn và quyết tâm là không bao giờ nuôi mèo nữa khi mà con mèo mà anh nuôi mười mấy năm trời nó mất. Rồi anh cũng từng đi cứu mèo. Cho nên cảm giác là càng ngày mình với anh Phát có nhiều điểm tương đồng hơn nữa. Tính đến thời điểm hiện tại thì trong nhà chung này 4 cô gái thì Phát dành tình cảm nhiều nhất có lẽ là cho bé Nhi. Trong ngày hôm nay thì khi mà Phát ở bên ngoài có công việc thì Nhi cũng có nhắn tin cho Phát, nhắn tin một câu tiếng Anh rất là dễ thương, đó là hello how are you doing. Thì Phát cũng trả lại là thì anh đang chuẩn bị cho công việc, đang chuẩn bị kịch bản để tối anh làm show. Nhi mới nói là nôn nóng cho cái việc là rất là thích hứng, hào hứng cho cái việc chuẩn bị đi để mà đi leo núi. Thì Phát nói ok, để ngày mai là khoảng chiều 3-4 giờ chiều đó thì hai đứa sẽ đi leo núi. Thì Phát hiện tại bây giờ cũng đang rất là cảm thấy thoải mái, và đến thời điểm hiện tại bây giờ thì Phát đang muốn tìm hiểu Nhi. Khoan. Rồi. Ngoài anh em muốn tìm hiểu ra thì người tiếp theo em muốn tìm hiểu là ai? Tại sao? Tại sao lại em có phải là người bí ẩn không? Không, hồi đầu em cảm giác là anh là một người đơn giản. Em nghĩ là khi mà ở bên cạnh của anh thì hả, cái sự đơn giản nó làm cho em thoải mái. Mà bây giờ em biết anh hết đơn giản rồi. Nhưng mà bây giờ anh hết đơn giản rồi, em lại muốn mạo hiểm. Đúng một kiểu lì, nó lầy lội. Đúng rồi. Trời, em đâu có gì, phải người dễ bỏ cuộc đâu anh. Em là thích người là em sẽ thích tấn công tới cùng. Trừ khi mà người đó có bồ thì em sẽ không nói tới nữa. Thiệt á, chứ em lầy. Anh ok, anh nói ví dụ nha. Lỡ anh là cặp đôi bí ẩn trong chương trình thì sao? Tới đó thì hay, tại giờ hiện tại thì em vẫn chưa biết là anh có bồ. Nếu như anh mà là cặp đôi bí ẩn trong chương trình, ví dụ như anh là cặp đôi bí ẩn trong chương trình á, anh đừng có làm em tuột mút. Anh biết rồi, ví dụ như anh là người cặp đôi bí ẩn trong chương ăn hết coi. Ví dụ như anh... đừng ăn hết coi. Trong cái lúc anh đang kể chuyện, kiếm chuyện ăn hết. Nếu anh là người ham ăn. Em sẽ mua một cái bự hơn cho anh. Ví dụ như anh là cặp đối với trong chương trình thì em nghĩ anh với ai? Không Linh. Anh nói ví dụ nha, nếu mà anh mà là người bí ẩn á thì chỉ không cái anh đi thổ lộ ra để, giống như anh đi hẹn hò hay anh đi nói chuyện với Phong Linh như vậy thì mọi người sẽ biết liền sao? Mới ngày đúng đầu không? Tiên làm gì mà có sự nghi ngờ. Nhiều khi mục đích của anh giống như cặp đôi mùa thứ hai là vô đây để muốn hâm nóng lại tình cảm thì sao, đúng không? Sao biết được anh đang có mục tiêu là cua lại Phong Linh từ đầu. Anh đừng có nói nữa. Em đừng có làm em tụt mút. Em sẽ không bỏ cuộc đâu. Cho tới khi nếu mà như cái điều đó là sự thật thì nhiều khi em sẽ không thay đổi.
tuổi nữa. Em sẽ tự kìm lại cảm giác của mình. Hoặc là tới lúc đó em... Vậy em có kế hoạch, em chơi em có lại. Kế hoạch gì chưa? Hoặc là lúc đó em chơi lầy, em chơi phá cho hôi luôn. Ý là hiện tại là em đang có kế hoạch gì chưa? Kế hoạch gì? Ý là có kế hoạch gì chưa? Hiện tại thì tới giờ coi phim xong thì em vẫn chưa suy nghĩ ra được cái gì mới. Nãy ngày hôm nay em đi học make up. Nhưng mà em thích đi coi phim với anh hơn. Trong khi đó ở ngôi nhà chung. Hello, how do you do? Hello. Anh hay nhỉ. Đi hết luôn à? Gọi coi, gọi FaceTime coi. Nhi. Không bắt máy được. Nhắn tin ok. Anh đang ở nhà. Phát có hẹn với Nhi là khoảng tầm 3 đến 4 giờ chiều ngày hôm nay. Sẽ đi leo núi. Trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì Phát biết là Nhi có đi xem phim với lại một trong ba bạn nam kia. Trong cái khoảng thời gian từ hình như là đến 1-2 giờ trưa giờ đó là xong. Thì Phát cũng rất là ok. Phát sẽ dời cái lịch leo núi lên là sau khi mà Nhi xem phim xong á thì Phát sẽ đi leo núi với Nhi. Nhưng vì thời gian quá cận cho cái việc của Phát ở bên ngoài trong buổi chiều ngày hôm nay từ 3 giờ, công việc đó khá là quan trọng đối với Phát, cho nên là Phát không thể nào bỏ được. Cho nên Phát đành phải cancel cái cuộc leo núi với Nhi. Và bật mí luôn cái việc quan trọng mà Phát đang đề cập tới. Đó chính là Phát có một cuộc hẹn với bác sĩ để mà lấy kết quả và thuốc cho mẹ ngày hôm nay. Cho nên đó là việc Phát ưu tiên. Hello. Không có khóa. Vô thôi. Ê! Đụng móc gãy nha. Sao mũi gãy mà? Sao mà sửa? Sửa thành cái mũi này nè. Ủa rồi. Đúng rồi, chiều giờ anh đi đâu vậy? Anh có việc. Việc gì? Anh đi không được ngủ luôn mà. Được ngủ mà trời. Ủa kết quả của mẹ anh sao à? Ừ? Kết quả của mẹ anh sao à? Dạ anh ôm em ngủ. Ừ. Kết quả của mẹ anh sao rồi? Mẹ anh đó hả? Thì chỉ là bị huyết áp. Huyết áp thì đó giờ rồi, ngày nào cũng uống, lâu lâu đi khám lại thôi. Mà đó giờ anh quen mấy người rồi? Chính thức thì được một người, kéo dài cũng được 5-6 năm. Ý ghê vậy? Từ hồi cấp 3. Cấp 3. Sau khi block up thì không có mối tình thứ hai chính thức. Bởi vì anh không xác định là sẽ gắn kết lâu dài. Là cách đây bao lâu rồi? Chị tay cách đây bao lâu rồi? Cũng khoảng mấy năm trước, 2-3 năm mà. Ghê vậy? Vậy là không quen ai nữa hả? Trong 2 năm đó ra đây có rất là nhiều mối tình khác nữa. Nhưng đó là những mối tình không chính thức và không. Sao mới gọi là không chính thức? Có nghĩa là... Là quen trên 5 năm mới gọi là chính thức? Không phải, có nghĩa là cái người đó là cái người đầu tiên. Và lúc đó là anh có cảm và gọi là lúc đó gọi là thương thiệt. Gọi là có yêu có thương. Còn những người sau này thì không có tình cảm nhiều như vậy. Không có tình cảm sao quen? Vậy như lấp trống cái khoảng trống trong lòng thôi chứ gì. Ghê quá. Ủa bữa nay em làm gì em điều tra nè? Làm gì? Thì ai thuê, ai mướn? Thì buồn miệng thì hỏi thôi.
Mới về nhà còn chưa kịp thay đồ, Nhật đã phải chờ nghe bản án mà Phát dành cho mình. Cất đồ đi, xuống đây nói chuyện cho nghe. Nói chuyện. Nói đi, nói đi. Ngồi luôn đi. Trả lời nè. Bạn có quyền giữ im lặng và những lời nói của bạn sẽ làm bằng chứng trước tòa. Cho nên giờ bạn đừng nói gì hết. Nhật là người anh em mà anh rất là tin tưởng. Bắt đầu đi. Ok. Anh rất là quý Nhật, và Nhật cũng biết là anh đang tấn công Nhi. Ngày hôm nay Nhật dám hẹn hò riêng với Nhi gần cái cung giờ mà anh định đi leo núi với Nhi. Nói gì thì em sẽ giải thích. Từ từ để anh nói xong. Chính vì thế hôm nay em hẹn Nhi đi xem phim đúng không? Nói đi. Ngày mai anh sẽ hẹn em đi xem phim rồi để trả thù. Chơi. Em nhớ đó, đúng rồi. Anh sẽ hẹn mời em đi xem phim để trả thù cho món nhục nhã ngày hôm nay. Đi, lên làm bắt đầu đi. Ok. Đi. Một cách trả thù ghê rợn.